Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối đọc truyện ma tâm linh đêm khuya hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Bức Ảnh Bị Ám của tác giả Âm Sát. Đây là tập thứ 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện. Huy mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Âm Sát, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Bức Ảnh Bị Ám, tập cuối. Cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị lão Hóa đạp mạnh, cho nên va vào bức tường, tạo ra một tiếng động ầm ĩ. Lão như một người mất hồn ào ra bên ngoài. Ngay cả vết thương ở trên bàn tay cũng không thèm nhìn lấy một cái. Hai thằng Tư và Thẹo đang nói chuyện với nhau, lại tưởng lão ở trong nhà vệ sinh để tắm rửa, cho nên không chú ý. Bây giờ thấy lão chạy như ma đuổi ra ngoài thì cả hai không nhịn được sự tò mò. Thằng Tư là đứa đầu tiên bước vô nhà vệ sinh để nhìn. Khi thấy tấm gương và vết máu kéo dài dưới sàn, nó sững sờ. Sau một hồi thì thằng Tư lại nhanh nhẹn đi ra ngoài, kéo thằng Thẹo về phía này để nhìn. Phản ứng của thằng Thẹo cũng y chang, nó cũng ngẩn người ra. Nhà vệ sinh vốn dĩ rất gọn gàng và sạch sẽ, bây giờ lại giống khung cảnh của một bộ phim kinh dị và rùng rợn. Thậm chí đứng ở đây, bọn nó còn ngửi thấy cái mùi tanh của máu xộc vào mũi, khó chịu tới mức buồn nôn. Thằng Thẹo là một đứa thông minh, nhìn thấy nét mặt kia của lão Hóa thì nó cũng không dám hỏi nhiều. Bản thân liền vào trong nhà vệ sinh, xả xối nước để trôi hết vết máu kia. Một tay khác thì lại cầm cái xô tạt lên trên tấm gương. Khi vết máu trên gương biến mất, những vết rạn nứt lại bày ra rõ ràng hơn. Cả hai thằng nhìn nhau, cũng không nói một lời, nhanh nhẹn dọn dẹp vệ sinh cho xong, rồi mới quay lại căn phòng chính. Lúc này lão Hóa đang ngồi ở trên ghế, gương mặt thâm trầm, đang băng bó vết thương trên tay. Cả căn phòng phút chốc chìm trong sự yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, thằng Tư mới dám lên tiếng hỏi: đại ca, gương ở trong cái nhà toilet đó là do anh đập vỡ hay sao? Em thấy có vết máu á. Nói đến đây, giọng nó nhỏ dần đi. Nhìn thấy bàn tay của lão Hóa và cái dấu gương vỡ thì nó đoán được sơ sơ là lão đã đấm vào trong gương. Nhưng mà ngày thường lão Hóa không bao giờ nổi điên như vậy, cho nên bây giờ nhìn thấy làm cho bọn nó bồn chồn đôi chút. Phải có chuyện gì đó kích thích lắm mới có thể khiến cho lão Hóa làm ra như vậy thôi. Mới buổi sáng lão vẫn còn bình thường, mà tới tối lại như vậy rồi. Thật sự chuyện này khiến cho bọn nó rất lo lắng. Lão Hóa đổ cồn lên vết thương, sau đó lấy bông băng chà sát lên để chùi đi vết máu. Nghe thằng Tư hỏi, lão ngẩng đầu nhíu mày trả lời: Bữa nay tao đi làm gặp trúng thằng khách bị điên. Tao tức quá cho nên đấm vài cái. Mẹ nữa chứ, ai mà biết tấm gương tao bỏ ra mấy trăm mua mà lại dễ dở ra như vậy. Chắc chắn là cái đám kia nó lừa hàng giả rồi. Lão bày ra một bộ mặt tức giận, làm cho hai thằng kia không biết là đúng hay giả. Nhìn vẻ mặt của bọn nó, lão cũng cau mày. Hiện tại lão không thể nói ra cho bọn nó biết là cái thứ trong tấm ảnh kia xuất hiện được. Bọn nó làm cho lão, ăn của lão, nợ tiền lão. Nếu để bọn nó chạy đi thì lão biết lấy đâu mà đòi. Nếu là người khác thì lão đã đòi rồi, nhưng mà với hai cái thằng đổ không ra một đồng kia thì sợ là chịu thôi. Bọn nó nhát gan như vậy, nếu biết được chuyện này nhất định sẽ trốn đi. Đến lúc đó lão sẽ bị lỗ vốn mất. Lão Hóa tiếp tục nói: Mẹ nó, lần sau cái thằng kia mà còn dám gọi điện thuê á, cứ tắt máy cho tao, không có nhận. Thằng Tư với thằng Thẹo quan sát một hồi, thấy lão Hóa đang tức thật thì mới thở phào ra. Không phải là tụi nó nhạy cảm, mà kể từ khi tấm ảnh kia được đem về nhà thì tụi nó cứ thấy hoảng loạn. Người ta nói không nên chụp ảnh ở những nơi có người chết ấy, thế nhưng mà đằng này lão lại chụp, rồi đem cái hình kia về thẳng nhà ở, thì làm sao bọn nó không sợ được chứ. Thấy lão Hóa toan chửi tiếp thì thằng Tư liền nịnh nọt: Đại ca, khách thì cũng có khách này khách nọ, anh yên tâm đi, lần sau mà thấy số của nó thì em tắt liền. À không, em đi chặn số cái thằng chó đó liền đây. Vừa nói, thằng Tư vừa lấy điện thoại ra lay quay, đoán chừng là nó chặn số của khách thật. Lão Hóa thấy một màn này thì cũng thở phào nhẹ nhõm ra một hơi. Ở sâu trong thâm tâm lão, nói cho tụi nó biết được cái chuyện này, sợ tụi nó chạy trốn chỉ một phần. Lão còn sợ phải sống một mình trong ngôi nhà này nên mới giả bộ như vậy thôi. Thằng Thẹo cười. Đại ca, bây giờ tấm gương đó phải làm sao? Em thấy còn xài được, hay là để đó xài tạm đi? Thôi, tháo xuống đi, ngày mai đi mua gương mới, loại tốt cho tao. Chưa chờ thằng Thẹo nói xong, lão Hóa đã cắt đứa. Lão vừa gặp cái thứ kia ở trong gương thì làm sao có thể để cho nó lại trong nhà của mình được chứ. Lão phải gỡ ra, đem đi dứt. Tốt nhất là dứt thật xa để tránh bị xui xẻo. Thằng Thẹo bị chặn họng thì cũng đành ngậm miệng lại. Nó gật đầu một cách ngoan ngoãn. Bây giờ nó biết lão còn đang tức, cho nên không chọc giận, chỉ có thể im lặng nhận lệnh mà thôi. Cả căn phòng bây giờ không còn ai nói chuyện với ai. Lão Hóa thì đang băng tay. Thằng Thẹo vào nhà vệ sinh tháo tấm gương xuống. Còn thằng Tư sau khi chặn số tên khách hàng ngày hôm nay xong, liền trở về ghế ngồi nhìn lão Hóa. Tuy cả ngày hôm nay làm việc có chút mệt mỏi, nhưng mà phải nhường nhà vệ sinh cho thằng Thẹo trước. Nó còn ngồi nói chuyện với lão Hóa, nhưng ngồi cả buổi lão cũng không nói ra một câu nào. Không biết qua bao lâu, sau khi băng bó vết thương xong, lão đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng hỏi: Tư à, bữa mày có cho tao một lá bùa phải không? Tao làm trước ở chỗ nào rồi đó, tìm mãi không có ra. Mày có thể cho tao một cái khác được không? Thằng Tư nghe lão nói thì sờ lên cổ, nó dò dự: Đại ca, hay là anh đi xin một cái khác đi, em sợ... Lá bùa như một thứ trấn an tinh thần của nó, thì làm sao nó có thể cho một cách dễ dàng như vậy được. Lão Hóa cau mày không vui nói: Tao bận nhiều việc, làm cái gì có thời gian đi xin bùa chứ thằng kia. Còn mày thì lại khác, mày ít việc hơn tao mà, lúc nào đi không được chứ. Lão liếc nó một cái, rồi sau đó tiếp tục: Với lại ảnh là do tao chụp, mày có làm khỉ gì đâu mà sợ. Lá bùa này mày đeo trên cổ cũng không có ích gì, cho tao đi thì hơn. Ngày mốt tao lại cho mày nghỉ đi xin một cái khác. Ngày hôm đó, khi lão nhìn vào trong camera thì thấy hồn ma kia lại không thể đụng được vào thằng Tư, mà chỉ có thể đứng hận thù nhìn vào người nó mà thôi. Lão nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ do cái lá bùa kia. Bà Tám mà đã giới thiệu thì chắc chắn là một chỗ uy tín. Lão nghĩ bụng thì lại càng quyết định lấy cho được lá bùa đó hơn. Dù gì một đứa ngu như nó cũng không cần đến cái thứ này đâu. Thằng Tư càng thêm chần chừ. Nó không muốn đưa thứ này cho lão Hóa chút nào, nhưng nó mà chọc cho lão nổi giận lên thì nó sẽ không sống yên. Còn tiền nợ, tiền lương, bao nhiêu thứ khác. Cuối cùng thì thằng Tư đành bấm bụng đưa lá bùa cho lão Hóa. Nó có thể đi xin lại được, nhưng công việc này khó khăn lắm mới có, nó không thể mất đi. Lão Hóa nhìn thấy thằng Tư đưa lá bùa cho mình, trong bụng cười thầm. Lão không chút do dự, vươn tay lấy ngay. Mày được lắm, sau khi mà đạt giải đó, tao sẽ chia cho mày chút đỉnh để mà trả nợ. Có lời hứa hẹn của lão, thằng Tư mới cảm thấy an ủi được chút ít. Lúc này thằng Thẹo cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thằng Tư liền đứng dậy, cầm quần áo chạy ngay vào trong đó. Lão Hóa cũng không muốn nói chuyện nữa. Lão cất kỹ lá bùa vào trong bọc quần, rồi sau đó nhanh chóng đi đến trước cái máy tính. Tấm ảnh kia coi như không thể sửa thêm được nữa, vậy thì lão đành in ra, cất cho kỹ, cho tới khi nộp bài thôi. Trước kia còn nghĩ rằng muốn sửa đôi chút, nhưng bây giờ đột nhiên lão cảm thấy để như vậy sẽ chân thật hơn. Những người tham gia hiện tại ai mà không chỉnh sửa chứ. Lão tin nhất định mình sẽ đoạt giải. Lão Hóa mang tâm trạng vui tươi lưu tấm ảnh qua một bộ nhớ, sau đó cất kỹ để ngày mai đem tới xưởng in ảnh. Làm xong xuôi mọi việc, lão liền quay trở về giường của mình, nằm lên rồi ngủ mất đi. Giấc ngủ ập tới nhanh chóng, tựa như mọi việc xảy ra trong tối nay ở trong nhà vệ sinh đều chưa từng xuất hiện ra. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng ngày hôm sau, lão Hóa dậy sớm chuẩn bị chút đồ đạc để tới xưởng ảnh làm việc. Hai thằng Tư và Thẹo hôm nay không có việc làm, lão đoán chừng bọn nó sẽ đi nhậu hay đi đâu đó thôi. Lão lấy đồ xong xuôi thì mở cửa đi ra ngoài. Lúc đi ngang sân, lão nhìn thấy tấm gương vỡ bị thằng Thẹo chứt vô một góc. Lão nhíu mày, sau đó xách tấm gương kia bỏ vào trong cốp xe. Đêm qua, thứ kia xuất hiện ở chính trong tấm gương này. Lão phải đem bỏ nó đi, càng xa càng tốt. Lão ngồi trên xe, bàn tay bấm lên máy phát nhạc, thì ngay lập tức những âm thanh dịu nhẹ vang lên, làm cho bao nhiêu sự căng thẳng của lão Hóa dần biến mất. Chiếc xe hơi cũ kỹ cũng dần lẩn khuất sau những con đường tấp nập nhộn nhịp mà tiến thẳng về bãi rác ở ngoài thành phố. Không biết mất bao lâu, cuối cùng chiếc xe cũng có thể tới nơi. Lão Hóa nhanh nhẹn bước xuống, lùi ra phía sau cốp, lôi tấm gương ra, mạnh mẽ dứt vào trong một cái chỗ bẩn thỉu. Khi tấm gương kia chạm vào mặt đất, tiếng vỡ vụn vang lên khắp cả khu rác thải yên tĩnh. Lão Hóa đứng nhìn nó không còn hình dạng nữa thì mới yên tâm trở về xe, lái quay ngược trở vô thành phố. Lão nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt trở nên thâm độc. Tấm gương kia, lão phải phá nát nó đi. Lão điều khiển chiếc xe ra khỏi bãi rác, sau đó lái về hướng thành phố tấp nập. Hướng đi của chiếc xe chính là xưởng in ảnh quen thuộc mà lão Hóa hay làm việc. Kể ra cũng có một cái duyên. Hồi lão mới bước chân chập chững vô cái nghề chụp ảnh tâm linh này thì không có một thứ gì trong tay ngoại trừ cái máy ảnh thân thuộc. Khi tấm ảnh đầu tiên được lão lặn lội từ xa chụp về, chỉnh sửa xong xuôi, thì lão mới phát hiện ra mình không thể in bởi vì không có thiết bị. Khi đó lão rất tuyệt vọng, nhưng mà ông trời lại không tiệt đường con người. Lão được một người bạn giới thiệu cho một cái xưởng in ảnh nhỏ, chất lượng tốt. Ông chủ của xưởng lại có cùng đam mê với lão, cho nên cả hai rất nhanh liền thân nhau. Kể từ đó, mỗi khi có ảnh cần in ra, lão đều đến đây làm việc, cho nên thiết bị in ảnh lão cũng không cần mua. Tuy mấy năm nay việc làm ăn không được tốt như ban đầu, nhưng mà người chủ vẫn không bán mà vẫn cố gắng duy trì, thế nên lão lại càng đến đây thường xuyên hơn. Bỏ xa thành phố nhộn nhịp, chiếc xe của lão chạy vào trong một con hẻm vắng vẻ, rồi từ từ di chuyển tới một khu xóm có đông dân. Xưởng ảnh kia lại nằm ở đầu xóm, cho nên rất dễ thấy. Xe vừa chạy vô thì đã nhìn thấy được cái xưởng nhỏ kia. Gọi là xưởng cho sướng miệng, chứ thật ra chỗ này nhỏ thôi, chỉ có vài ba người làm công. Lão Hóa tới nơi thì đã hơn 8 giờ sáng. Lão biết bình thường giờ này chủ xưởng ảnh sẽ có mặt, cho nên cố ý tới vào giờ này. Và đúng như suy nghĩ của lão, chủ xưởng lúc này đang ngồi uống cà phê ở bên trong với vẻ mặt an nhàn. Lão mở cửa xe, sau đó nhanh nhẹn bước vào bên trong. Ngay lập tức cái mùi hôi đặc trưng liền xộc vào mũi lão. Lão nhíu mày thật sâu. Dù đã quen với cái mùi này mấy năm nay, nhưng lão vẫn không chịu được. Ngay lúc lão định đưa tay bịt mũi thì chủ xưởng đưa cho lão một cái khẩu trang, tươi cười nói: "Hờ, ông Hóa hả? Đầu này đi đâu mà không thấy bóng dáng vậy? Tôi cứ tưởng anh theo đuổi gái cho nên bỏ nghề rồi chứ." Vừa nói, người chủ xưởng vừa cười lên thật lớn. Nếu là người lạ nghe thấy lời này thì có lẽ đã nổi giận lên, nhưng còn lão Hóa quá quen thuộc rồi nên chỉ thấy buồn cười thôi. Người chủ xưởng này năm nay cũng ngoài 50, thân hình mập mạp, gương mặt phúc hậu vô cùng. Nếu như lão Hóa trông cao gầy và khó gần thì chủ xưởng lại hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng vui tính, hiền lành, cho nên được rất nhiều người yêu quý. Lão nhận lấy khẩu trang, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: Dạo này tôi bận cho cái cuộc thi ảnh tâm linh, cho nên ít khi ra ngoài. Ở nhà chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại cho vừa lòng đó. Bây giờ coi như cũng xong xuôi. Hơn một tuần nữa là tới hạn nộp bài dự thi rồi, cho nên tôi mới tới đây nhờ anh in giùm. Ở cái đất này đó, tôi chỉ tin vô kỹ thuật ở xưởng anh thôi đó. Cuộc thi này lão cũng từng nói cho chủ xưởng nghe qua. Lão ta còn đồng ý giúp lão in ảnh trên chất liệu tốt nhất nữa. Quả nhiên, người chủ xưởng nghe vậy thì gật đầu cười nói: Anh yên tâm đi, tôi mà đã ra tay thì lúa cũng thành gạo thôi. Chú xưởng dừng lại một chút, rồi tò mò hỏi: Mà anh chụp cái gì đó? Chủ đề tâm linh này rất là rộng lớn, có nhiều thứ con người chưa có biết được. Chọn một cảnh để chụp là cũng khó khăn . Huống gì lần này có rất nhiều người tham gia đó nha. Lão Hóa nghe vậy cũng cười thầm. Ảnh lão chụp là ảnh ma thật, chứ không phải ảnh thường. Làm sao có thể thua cái đám nhóc kia được. Thế nhưng lão chỉ có thể nghĩ trong lòng mà không thể nói ra. Lão Hóa mím môi, tỏ vẻ khổ sở, than thở đôi lời: Tôi thì chỉ tham gia để học hỏi kinh nghiệm của giới trẻ thôi, chứ nói đến chuyện đoạt giải thì xa xôi lắm. Giới trẻ bây giờ nó giỏi dữ lắm. Lão nói xong thì cười khổ. Chủ xưởng thấy vậy chỉ vỗ vai coi như an ủi: Ông còn trẻ, còn nhiều cơ hội thì lo cái gì chứ. Thôi, rồi mời anh vô trong xưởng đi, tôi giúp anh in tấm ảnh cho. Cả hai cười nói một hồi, rồi rủ nhau đi lui vào phòng phía sau. Căn phòng này dành riêng cho chủ xưởng, cho nên ít có ai lui tới. Khi vào tới trong phòng, lão Hóa liền đưa ra cái thẻ nhớ. Chủ xưởng nhanh nhẹn gắn vào, rồi bật máy tính lên. Bàn tay mấp máp di chuyển con chuột, nhấn lên những ký tự trên màn hình. Khi chữ số trên màn hình nhảy từ 1 tới 100 xong, thì một hình ảnh cứ theo như vậy mà hiện ra. Lão Hóa nhìn vô, nở một nụ cười đắc ý. Xem đi, ảnh lão chụp tốt như vậy mà còn không đạt giải hay sao chứ. Nhưng đối lập với lão, người chủ xưởng nhìn tấm ảnh mà không chớp mắt lấy một cái. Bóng dáng của cô gái trong tấm hình như hiện ra rõ ràng trong mắt của người chủ xưởng. Đặc biệt là cái ánh mắt oán hận và thù hằn kia. Ông ta toát mồ hôi, sống lưng lạnh lẽo. Vì sao chỉ một tấm ảnh bình thường mà lại khiến cho ông ta hoảng sợ như vậy chứ? Ông ấy chăm chú nhìn tấm ảnh một hồi, không biết qua bao lâu mới có thể ngẩng đầu lên nhìn lão Hóa, cau mày hỏi một câu: Nè, tấm ảnh này anh chụp ở đâu vậy? Tôi thấy tấm ảnh này không thể là ảnh giả được đâu. Bởi vì tấm ảnh này nếu có qua chỉnh sửa, ông ta nhìn vào sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng nó lại không hề có một chút dấu vết chỉnh sửa nào. Ông ta biết trình độ của ông Hóa chưa thể nào tới mức này được. Còn nhờ người khác chỉnh sửa thì không có đâu. Bởi vì ông Hóa rất đa nghi. Nếu như không phải chính ông là người in ảnh, thì lão Hóa cũng sẽ không đem tới đây đâu. Lão Hóa bị hỏi thì giật mình, không ngờ lại bị phát hiện ra sớm tới như vậy. Lão cứ nghĩ rằng tên chủ xưởng này phải lâu mới biết được tấm ảnh này là thật hay giả chứ. Nếu như lão ta cũng nhìn ra được như vậy, thì cuộc thi này lão lại có cơ hội chiến thắng giải thưởng rồi. Lão vui mừng trong lòng, nhưng lại hãy còn biểu cảm trầm trọng. Lão nói: Anh cũng biết tôi thường xuyên đi săn chỗ tốt để chụp mà. Lần này tôi tìm được một chỗ, cứ nghĩ là không có thu hoạch gì. Ai ngờ vào buổi tối tôi với thằng Tư thằng Thẹo tới, thì bắt gặp cái hình ảnh này. Thế là bọn tôi chụp luôn đó. Nói tới đây, lão mới nhăn mặt. Lúc đầu tôi nghe kể là ở trong ngôi nhà quan này có ma, thế nên khi thấy cảnh này tôi giật mình thốt tìm luôn đó. Nhưng mà ngẫm lại thì lỡ có người sống gần đó chơi ác thì sao? Lão nói xong thở dài, bộ dạng tiếc nuối và không cam lòng, như thể không biết đó là thật hay giả. Chủ xưởng ảnh không nói thêm nữa. Ông ta nghe một hồi thì gật đầu, xem như đã hiểu. Cũng không hỏi thêm một câu nào. Mỗi người đều có một bí mật, nên ông ta không muốn tò mò nhiều. Chủ xưởng càng nhìn tấm ảnh thì càng thấy sợ hãi, tim đập mạnh. Cái cảm giác này rất giống thật, rất giống như kẻ đang cầm ống kính, khiến cho cái thứ trong ảnh nó tức giận và muốn bay thẳng tới để giết chết người đó. Chủ xưởng nặng nề hoàn thành các thao tác để bấm in. Trước khi nhấn vào nút bắt đầu thì lão ta còn không quên nhắc nhở lão Hóa: "Nè, nếu như mà anh có làm bậy thì mau đi xin lỗi họ đi. Đừng có làm việc gì không nên mà gây ra hậu quả xấu cho bản thân mình nghe." Lão ta chỉ có thể nhắc nhở đến đây. Lão Hóa chính là một kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Lão ta chỉ sợ rằng ông Hóa vì muốn giải thưởng mà phát điên lên, làm bậy làm càn. Như vậy thì hậu quả sẽ rất lớn. Lão Hóa bị nhắc nhở thì đáp vài câu qua loa. Giờ phút này lão chỉ lo cho tấm ảnh, thì còn thời gian đâu mà nói chuyện được nữa chứ. Chủ xưởng thấy vậy thì thở dài một hơi. Số phận mà thôi. Tiếp sau đó là một buổi làm việc vô cùng căng thẳng. Không có chút âm thanh hay tiếng động nào. Cả hai đều không nói mà tập trung vào công việc của mình, tập trung vào thứ trước mặt. Trong phút chốc cả một căn phòng trở nên ngột ngạt, khó chịu. Nhưng mà không một ai quan tâm hết. Bởi vì trong lòng của bọn họ bây giờ, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, hoàn toàn không để ý đến đối phương. Vậy rồi một ngày làm việc cũng trôi qua trong sự bình lặng. Đến khi trời sập tối thì tấm ảnh cuối cùng cũng in xong. Lão Hóa cẩn thận cất nó vào trong một cái bao, sau đó nhét vào trong túi coi như bảo vật. Tấm ảnh kia được in ra rất giống như thật, thậm chí nó nhìn còn tốt hơn cả khi trên màn hình máy tính nữa. Nhất là đối với một kẻ từng đối diện với hồn ma, thì lão Hóa chắc chắn tấm ảnh của mình sẽ giành chiến thắng. Lão đưa tiền công cho chủ xưởng, trước khi ông ta muốn nói một thứ gì khác thì đã nhanh chóng chuồn đi mất. Nhìn theo bóng lưng của ông Hóa, chủ xưởng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Ông bạn già của ông e rằng sắp có kiếp nạn lớn rồi. Lúc lão Hóa ra đến xe thì bầu trời đã hoàn toàn tối tăm. Lão lên xe rồi lái thẳng về nhà của mình. Hai thằng Tư và Thẹo giờ này chắc có lẽ ở trong nhà rồi. Lão nghĩ đến bộ dạng của bọn nó thì có chút bực bội. Mẹ nó, mai mốt lão sẽ trừ bớt lương cho mà coi. Tấm ảnh này đáng lẽ bọn trợ lý như tụi nó phải giúp đỡ lão đi in, chứ làm gì có việc chủ đi làm hết mọi thứ như vậy. Trừ lương, lão nhất định sẽ trừ lương cho mà coi. Lúc lão về đến nhà thì ngoài trời cũng đã tối hẳn. Con đường vào nhà của lão vắng vẻ, ít người qua lại. Chung quy cũng bởi vì đây là một khu xóm nằm trong một con hẻm tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Người sống ở đây đa số là công nhân xí nghiệp, ban ngày đi làm, ban đêm tắt đèn đóng cửa không thấy mặt một ai. Ngôi nhà của lão cũng được xem là loại tốt ở chỗ này. Tuy rằng nó không lớn nhưng cũng đủ để cho cả ba người sống chung. Bây giờ đã quá 7 giờ. Lão vừa nhìn đồng hồ vừa lái xe trở vào trong sân. Vừa bước ra khỏi xe, lão nhìn thấy ngôi nhà của mình tới tận bây giờ vẫn chưa bật đèn lên. Lão định bụng sẽ chửi hai cái thằng lười biếng kia, nhưng mà nghĩ lại, nếu như bọn nó có ở nhà thì chắc chắn phải bật đèn chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lão Hóa đành phải tự mình vào bên trong. Đêm ấy bị cái thứ kia đe dọa, trong đầu lão vẫn còn một chút bóng ma tâm lý. Lão mở cửa. Trong cái không gian tối thui, lão lại càng thêm thấp thỏm, lo âu. Lò mò theo thói quen đến cái ổ điện để bật đèn lên. Khi ánh sáng len lỏi chiếu khắp nơi, lão bỗng dưng giật mình. Cặp mắt hiện lên một vẻ khó tin, Lão há hốc mồm nhìn đống hỗn độn ở ngay trước mặt. Thậm chí dưới sàn còn lấm chấm mấy cái chỗ có máu tươi. Đồ đạc thì bị vỡ vụn nằm ở trên sàn. Cái máy tính lập lòe ánh sáng nhưng không có hiện cái gì lên. Trên sàn còn mấy mảnh vỡ thủy tinh từ cốc uống nước nữa. Lão tự trong cơn khiếp sợ lấy lại được tinh thần. Lão cố giữ tỉnh táo đi xem khắp nơi, nhưng không tìm thấy hai thằng kia đâu cả. Ngoại trừ cái đống lộn xộn kia, không hề có một bóng dáng nào ở nhà. Có chút hoảng hốt, lão lôi điện thoại ra tính gọi điện cho hai thằng kia để xem thử vì sao nhà cửa lại trở nên như vậy. Nhưng khi mở máy lên, lão phát hiện không biết từ lúc nào cái điện thoại đã tắt nguồn đi. Có lẽ hết pin rồi. Vội vội vàng vàng đi kiếm một cục sạc cắm vô. Lão cũng không thèm dọn dẹp nhà mà cứ để như vậy. Nếu như có trộm vô thì lão nhất định phải báo công an. Nhưng mà nếu trộm phá cửa vô nhà thì làm sao cái chốt cửa vẫn không bị cái gì chứ? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng lão chỉ đoán được có lẽ hai thằng kia đánh nhau, gây gỗ cái gì đó mới khiến cho căn nhà trở nên như vậy. Lão nghiến răng nghiến lợi, đã cho ở không rồi mà còn phá của, để xem đợt này lão có trừ hết lương của tụi nó hay không. Đang lúc lão chửi thầm thì điện thoại cũng lên nguồn. Màn hình vừa sáng lên thì đã hiện ra mười mấy cuộc gọi nhỡ từ số của thằng Thẹo. Có vẻ là lúc chiều nó gọi. Lão nhìn dãy số trên màn hình, tâm trạng trở nên bất ổn. Nó gọi lão nhiều như vậy thì chắc chắn là có một chuyện gì đó quan trọng rồi. Cộng thêm với cái cảnh tượng đổ nát trong nhà, chẳng lẽ là có trộm vào đây, bị bọn nó thấy cho nên đánh nhau hay sao? Lão hóa nhíu mày, bàn tay nhanh nhẹn gọi vào số điện thoại của thằng Thẹo. Âm thanh chuông ngân dài lên. Khoảng vài ba phút sau thì có người bắt máy. Lão hóa chưa chờ đối phương kịp trả lời thì đã chửi cho một trận xối xả. Nè, tụi bay làm cái gì nhà tao á mà tanh bành như thế này? Tụi bay đánh nhau với trộm sao? Đầu dây bên kia chờ cho lão chửi xong thì mới trục rè nói: Đại ca ơi, tụi em đang ở bệnh viện á, anh qua đây chút đi. Tụi em có việc cần nói với anh. Nói cái gì? Mày bị điên hả? Lão còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Giọng nói nặng nề và hoang mang của thằng Thẹo khiến cho lão có chút gì đó bồn chồn. Lão nghĩ nhà bị phá như thế này có lẽ là do ăn trộm, nhưng nghe thấy giọng nói như vậy lại khiến cho lão phân vân. Bỗng dưng lão nhớ tới cái chuyện mình xin lá bùa tối hôm qua của thằng Tư, rồi hôm nay lại xảy ra chuyện kỳ lạ này. Lão thấp thỏm nhanh chóng quan sát căn phòng một hồi, sau đó chạy ra ngoài khóa cửa, rồi lái xe tới bệnh viện mà thằng Thẹo đã gửi địa chỉ. Trên đường đi, có bao nhiêu suy nghĩ trùng trợn hiện lên trong đầu. Lão chợt nhớ tới cái máy tính của mình đang sáng ở nhà thì mới bước chân vô. Những vết máu trên sàn, đồ đạc đổ bể, những thứ đó cứ như chất kích thích quanh quẩn trong đầu của lão. Lão hóa cắn răng, bắt buộc bản thân của mình phải bình tĩnh hơn. Thì bất chợt lão nhìn thấy tấm hình của mình cất ở trong cái hộc xe, sau đó nhấn ga chạy nhanh về phía trước. Đi chỉ khoảng 15 phút thì tới bệnh viện. Lão không chần chờ gì nữa, đi thẳng lên cái phòng bệnh mà hai thằng kia đã nhắn. Bởi vì gần 8 giờ tối cho nên hành lang của bệnh viện rất ít người qua lại. Lão bước đi một mình, thân hình cảm thấy lạnh buốt. Mỗi bước đi, tim của lão đập mạnh, như thể đang làm một điều gì đó rất mạo hiểm. Không biết đi qua bao nhiêu căn phòng, dưới tâm trạng thấp thỏm thì cuối cùng lão hóa cũng đến được chỗ của hai thằng kia. Lão đứng trước cửa phòng, cả người căng thẳng. Không hiểu vì sao lão lại thấy có chút sợ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lão là một người chủ thì mắc mớ gì phải sợ hai tên người làm kia, cho nên dứt khoát đẩy cửa phòng đi vô. Mùi hôi của thuốc sát trùng lập tức xộc vào mũi, khiến lão khó chịu cau mày. Ở trong phòng, thằng Thẹo mệt mỏi ngồi bên cạnh giường. Trên đầu của nó còn băng bó vải trắng có một ít máu trướm ra. Trên giường bệnh thì có thằng Tư đang ngủ say, gương mặt tái nhợt. Ngay cả khi nhắm mắt thì các người của nó vẫn vô thức run rẩy, như đang hoảng sợ một cái gì đó. Quan trọng nhất chính là vết thương trên người của thằng Tư. Lão nhìn thấy đầu của nó bị quấn băng còn nghiêm trọng hơn thằng Thẹo. Trên cổ của nó có vết cào cấu, chân tay có vài chỗ bị băng kỹ lại. Lão nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao có chút ớn lạnh. Thằng Thẹo chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nên khi lão hóa tới, nó liền giật mình nhìn sang. Trên gương mặt còn mang một nét hoang mang. Lão chậm chạp tới gần, khó khăn mở miệng hỏi: tụi bay bị làm sao vậy? Mới có một ngày không gặp mà trở nên như vậy rồi à? Lại đi đánh nhau với côn đồ hả? Lão hỏi một tràng dài. Thằng Thẹo từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu, không đáp lại, cũng không phản ứng. Không biết trôi qua bao lâu, khi lão nói xong thì nó mới ngẩng đầu lên với khuôn mặt tái mét, ấp úng nói ra từng chữ: Đại ca ơi, cái thứ kìa, thứ ở trong ngôi nhà quan á, xuất hiện trong nhà chúng ta. Em với thằng Tư gặp nó. Cái thứ đó nó muốn giết chết bọn em mà. Nghĩ đến chuyện mình từng trải qua, các người thằng Thẹo liền nhịn không được run rẩy lên. Hôm nay lão hóa có việc đi sớm, cho nên bọn nó quyết định đi đánh bài để giải trí. Ai ngờ đi một chuyến lại từ khi sáng cho đến lúc sập tối. Lúc bọn nó về tới nơi, ở trong nhà tắt đèn tối thui. Nghĩ bụng là lão hóa chưa về, cho nên bọn nó thoải mái đi vô. Thật không ngờ là lúc cái bọn nó đi vào vẫn rất bình thường. Thế nhưng mà sau khi cánh cửa đóng lại thì cái máy tính liền lóe lên một tấm ảnh kia. Chưa kịp để cho bọn nó phản ứng thì thứ kia xuất hiện. Nó xuất hiện một cách bất thình lình, sau đó tấn công cả hai. Nhưng mà không hiểu sao, thằng Tư lại bị thứ kia túm đầu tiên. Còn nó thì bóng ma kia có một chút chần chừ. Tuy rằng ánh mắt của nó vẫn rất đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống hết cả hai. Sau đó nhờ có lá bùa của ông thầy kia, cả hai mới thoát được kiếp nạn. Lúc trước ông thầy có nói với bọn nó sẽ gặp một tai họa chết người, nhưng may cũng nhờ lá bùa của vị thầy Pháp đó cho. Thằng Thẹo trùng mình. Nó nhìn thằng Tư đang nằm hôn mê trên giường, bàn tay bất chợt đang sen, rồi nhìn lão hóa mệt mỏi nói: Đại ca, bây giờ tính sao? Hay là anh đi gặp cái vị thầy Pháp kia đi. Tấm ảnh đó bị ám rồi, nếu anh còn giữ trong người á thì sẽ gặp tai họa đó. Anh nhìn thằng Tư coi, cái thứ kia rất đáng sợ. Thằng Thẹo nghĩ thầm trong lòng, bọn nó vừa mới thoát chết trong gang tấc, bây giờ không muốn quay về cái chỗ kia nữa. Mỗi lần nằm xuống ngủ thì lại thấy hình ảnh đó. Một cô gái mặc áo dài dính máu, ánh mắt vẫn mang theo một nỗi hận thù tới đáng sợ. Lão hóa im lặng nghe từ đầu tới cuối. Sau khi nghe xong, lão trầm mặc một chút rồi hỏi: Cái thứ đó xuất hiện khi nào? Dạ khoảng hơn 5 giờ, sau đó thì biến mất đi. Thằng Thẹo yếu ớt trả lời: May mà có lá bùa kia vớt vát mạng cho nó, nếu không thì bây giờ có lẽ cũng đã đi chầu Diêm Vương rồi. Lão hóa nhíu mày thật lâu. Lúc đó là lúc tấm ảnh được in ra. Bàn tay của lão nắm chặt lại. Chẳng lẽ hồn ma kia bám theo tấm ảnh lão in ra rồi hay sao? Không phải nó chỉ nằm trong máy tính được thôi hay sao? Thứ kia vì sao lại cố chấp muốn giết người như vậy? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu, tất cả đều là trách móc cái hồn ma đó. Nhưng lão không hề nghĩ rằng những thứ kia là do chính bản thân mình mà xuất hiện. Lão hóa nhìn hai thằng kia, sau đó dặn dò bọn nó rồi lái xe trở về nhà của mình. Trên đường đi, cả tâm trí của lão đều nằm ở trên tấm ảnh. Thế nhưng lão chợt có suy nghĩ, nếu như tấm ảnh kia bị ám thật thì giải thưởng không phải lại gần với lão hơn hay sao? Lão cắn răng. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi thì tới hạn nộp bài. Lão chỉ cần giữ tấm ảnh an toàn từ giờ cho tới lúc đó mà thôi. Lão lại nghĩ đến lá bùa trong nhà của mình, sau đó mới an tâm thở phào. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, giải thưởng, danh tiếng sẽ thuộc về lão sớm thôi. Lão mang theo tâm trạng thấp thỏm trở về nhà. Khi vào trong phòng khách, nhìn đám hỗn loạn kia, lão cũng không dọn đi mà nhanh chóng tiến đến trước máy tính, bật màn hình kiểm tra tấm ảnh đã được mình lưu kỹ. Thế nhưng tìm một hồi thì lại không có cái gì. Tấm ảnh trong máy tính cứ như vậy mà biến mất, không một chút dấu vết. Lúc trước lão đã lưu vào nhiều nơi, nhưng bây giờ kiểm tra thì không hề có một chút thứ gì liên quan tới tấm ảnh đó. Mọi bộ nhớ liên quan tới tấm ảnh đều bị xóa sạch. Nếu không phải chuyện hai thằng kia vừa xảy ra, lão biết được, thì lão còn nghi ngờ có kẻ vào nhà phá hoại đồ đạc của mình. Lão ngẩn người nhìn lên trần nhà, bụng đói cồn cào, nhưng cả người không có chút sức lực nào đứng lên. Bây giờ ở trong căn phòng này, lão vừa cảm thấy lạnh lẽo và hoảng hốt, nhưng mà nghĩ tới lá bùa mình còn giữ ở đây, lão cũng yên tâm hơn. Đang ngồi thì chợt nghĩ tới thứ gì đó. Lão nhanh chóng bật dậy đi lấy tấm ảnh kia, bỏ vào trong cái tủ khóa lại. Làm xong, lão mới yên tâm được. Căn nhà này vốn dĩ tăm tối, bây giờ lại trở nên ngổn ngang, lại càng âm trầm và tĩnh mịch hơn. Lão không quan tâm mấy thứ đó, lão phải dọn dẹp cái phòng khách lại cho ngăn nắp đôi chút. Đồ đạc đổ vỡ rất nhiều, cho nên lão phải dọn tới tận khuya mới xong. Nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ chỉ số 12. Giờ là nửa đêm rồi. Người lão đầy mồ hôi, nhưng cũng không mấy quan tâm mà leo lên giường muốn đi ngủ. Tâm trạng bất ổn mới lắng xuống được đôi chút. Lão sờ vào lá bùa của mình bỏ trong túi áo thì an tâm mà thiếp đi. 2 giờ sáng, khắp nơi bị chìm trong bóng tối với sự lạnh lẽo khác thường. Trong cái phòng nhà lão Hóa, dưới ánh sáng lờ mờ kia, một cái bóng dáng kéo dài trên nền nhà. Nhiệt độ hạ xuống, người đang nằm trên giường bị lạnh tới mức phải mơ màng tỉnh dậy. Dưới cơn buồn ngủ, lão muốn ngồi dậy đi kiếm một cái mền, nhưng mà khi lão mở mắt ra thì cả người liền sững lại, hai mắt mở to, thân thể không khống chế được mà trung lên một cách đầy hoang mang. Trái tim lão đập mạnh, hơi thở yếu ớt tới mức như sắp đứt tới nơi. Vì sao cái thứ kia lại ở đây? Vì sao chứ? Lão lùi người về phía sau, bởi vì trước mặt chính là bóng dáng của một cô gái đang mặc một bộ áo dài màu trắng, mái tóc đen che cả gương mặt. Nhưng lão vẫn cảm nhận được sự hận thù của cái thứ kia khi nhìn vào mình. Bóng dáng ấy vất dưỡng trước mặt, không tiến thêm cũng không biến mất, cứ nhìn chằm chằm vào lão vậy. Lão chợt nhớ tới ngày hôm đó, khi thứ này xuất hiện ra, nó cũng chỉ nhìn chằm chằm vào thằng Tư chứ không làm cái gì. Là do lá bùa hay sao? Bàn tay nhanh nhẹn lôi lá bùa ra, trên đó vẽ nhiều dạng chữ kỳ lạ bằng màu đỏ ngoằn ngoèo. Lá bùa lạnh ngắt, nhưng khi lão lôi ra thì cái thứ kia lại trục về phía sau như đang sợ hãi nó. Khóe môi lão Hóa chợt nhếch lên. Mẹ nó, bây giờ mới biết sợ lão hay sao? Cầm lá bùa trên tay thì còn sợ cái thứ gọi ma quỷ cái gì nữa chứ. Lão hưng phấn tới mức quên cả việc chạy trốn, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào cái bóng dáng kia. Nụ cười trên môi của lão càng thêm tham lam và độc ác. Chính là cái thứ này khiến cho lão mất ăn mất ngủ suốt cả tháng này. Chính là nó cứ lúc ẩn lúc hiện, làm cho tinh thần của lão giảm sút đi. Lão Hóa chợt nghiến răng. Dưới ánh sáng lờ mờ, lão nở ra một nụ cười kỳ dị, lớn giọng mà khiêu khích. Đến đây tao coi. Mày chối lắm mà, mày hại tao hay lắm mà. Bây giờ có ngon á thì giết tao thử coi. Lão nhớ đến chuyện bản thân bị thứ này suýt giết chết trong ngôi nhà quan và trong cái nhà vệ sinh thì càng tức giận hơn. Lão không thể giết được nó, nhưng mắng chửi thì vẫn được. Tao bây giờ quên mất cơn buồn ngủ của mình, cầm theo lá bùa nhảy xuống đất rồi bắt đầu chửi rủa. Mẹ mày, mày dám giết tao hả? Bóp cổ tao thử coi. Ngon thì bóp cổ thử coi. Mày đúng là cái thứ ghê tởm, cái thứ ma quỷ. Lão càng mắng càng hăng say, cầm lá bùa mà không hề sợ hãi cái gì. Thế là lão cứ từng bước ép sát cái thứ kia vào trong góc tượng. Đứng gần với hồn ma, lão càng thấy lạnh hơn, cả người như muốn đông cứng lại. Có phải đây là âm khí mà người ta thường hay nói tới hay không? Lão nào có sợ, nhổ một bãi nước bọt xuống nhà rồi tiếp tục cười lạnh. Mày giết tao đi, giết tao thử coi. Tới đây mà giết tao đi. Bóng dáng kia nãy giờ bị ép lùi về phía sau, cái đầu gục xuống. Lúc này lại ngẩng lên nhìn lão với đôi mắt quán độc, giọng nói gào thét trích qua kẽ răng. Giết mày, giết chết mày. Bộ dạng hung hăng càng làm cho lão hóa thêm đắc ý. Để xem, có phải là bây giờ nó cũng không làm được gì lão hay sao? Nhưng mà lão lại không phát hiện ra ánh mắt của bóng dáng kia đang dần trở nên kỳ lạ. Lão vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ điên cuồng của mình thì làm sao mà biết được. Ngay cái lúc lão còn đắc ý thì bỗng nhiên cánh tay của thứ kia xuất hiện, rồi nắm lấy cổ của lão, bóp thật mạnh. Lão hóa bị nghẹt thở, mắt không thể nào tin nổi nhìn thứ đáng sợ ở trước mắt mình. Vì sao? Vì sao lão đã có bùa mà thứ này lại tấn công được chứ? Lúc này lão mới khó khăn nhìn xuống lá bùa kia. Không biết từ lúc nào mà nó đã bị cháy xém đi. Thậm chí cả bàn tay của lão cũng bị phỏng đi một phần, có đôi chỗ rướm máu lên. Nhưng lạ thay, lão lại không thấy đau. Không có lá bùa bảo vệ, lão chợt cảm thấy khủng hoảng tinh thần. Tới kia giờ phút này càng tra tay càng ác độc hơn. Móng tay dài đen thui cào mạnh vào cổ của lão tới bật máu ra. Và trong giây phút đó, lão nhận ra sức sống của mình đang bị giảm dần đi. Lão trợn mắt, các người vùng vẫy một cách yếu ớt. Bóng dáng kia lại trích lên. Tao giết chết mày. Các người lão bị nhấc lên. Bây giờ lão cũng hiểu được nỗi đau của việc treo cổ rồi. Không khí đi vào phổi đều bị chặn lại. Hai mắt lão trắng dã lên. Lão hóa đạp hai chân muốn trốn thoát, nhưng không được. Da thịt của thứ kia lạnh lẽo, cứng ngắc, làm cho cả người lão run rẩy như một kẻ mắc bệnh. Lão tuyệt vọng, nhưng lão chưa muốn chết. Bây giờ lão thực sự hối hận vì cái hành vi chọc giận cái thứ đó. Còn nữa, lá bùa kia tại sao cháy đúng lúc như vậy chứ? Thậm chí lại không còn cảm thấy đau khi bị đốt. Hai mắt lão đờ đẫn đi, những hình ảnh trước mắt cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một màu đen u tối. Chút ý thức cuối cùng cũng tiêu tan. Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, lão cảm giác cả người mình bị đập mạnh xuống sàn. Sàn nhà lạnh lẽo làm cho tinh thần của lão càng thêm bấn loạn. Lão hóa ngất đi từ lúc nào không biết, các người nằm dưới đất. Mà cái bóng màu trắng kia cũng biến mất ngay sau khi tiếng gà ở bên ngoài vang lên. Cả căn phòng trở về sự yên tĩnh như thường ngày, nhưng sự lạnh lẽo bên trong không hề biến mất mà lại càng âm trầm hơn. Tiếng hít thở yếu ớt từ người nằm dưới sàn vang lên một cách đều đặn. Thỉnh thoảng lão còn rung lên một cái, nhưng hai mắt hoàn toàn nhắm lại. Sáng ngày hôm sau, ánh nắng của mặt trời lờ mờ men theo khung cửa sổ chiếu vô trong phòng. Lão hóa bị tiếng ồn bên ngoài làm cho thức giấc, nằm nguyên một tư thế cả đêm, khiến cho lão cứng cả người. Lão đang thẫn thờ thì chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua. Lão nhìn quanh quất căn phòng bằng ánh mắt hoảng loạn. Sau khi thấy bản thân của mình vẫn còn sống, lão thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây sau, lão lại cuống cuộn lên đi tìm tấm ảnh kia. Tấm ảnh nằm trong góc tủ, yên lặng như khi lão đặt vô. Ở trên đó còn có một chút tro bụi màu vàng. Lão cau mày, nhận ra đó là lá bùa mình đã lấy từ chỗ thằng Tư. Thì ra thứ đó đã cứu lấy lão. Nếu như không phải tối qua bị tấn công thì lão còn nghĩ mình chỉ nằm mơ mà thôi. Cổ họng đau nhức tới lạ thường. Lão nhớ tới một màn mình suýt bị giết thì trái tim càng đập mạnh. Lão đóng hộc tủ lại, chạy ao vô phòng tắm thay quần áo, sau đó đi ra ngoài. Lão lái xe tới nhà của bà Tám để xin địa chỉ của dì thầy Pháp mà hai thằng kia đã nói. Đêm qua vì có một lá bùa, lão mới có thể thoát thân. Bây giờ lão muốn đến nhà dì thầy Pháp kia xin thêm một lá bùa để bảo vệ cho bản thân mình. Chờ sau khi tới hạn nộp thì lão sẽ được an toàn thôi. Nghĩ vậy, lão càng tăng tốc nhanh hơn. Sau khi xin được địa chỉ từ bà Tám, liền lập tức quay đi. Lần này nhất định lão phải xin được bùa, mất bao nhiêu tiền cũng được. Con đường thành phố dần bị lùi về phía sau. Lão lái thẳng tới một ngôi làng nằm ở ngoài đô thị tấp nập. Nơi này cũng khá xa, lái khoảng 2 tiếng mới tới nơi. Lão biết địa chỉ cho nên không cần xuống xe mà hỏi thăm, chạy thẳng một mạch tới đó. Bà Tám có nói nhà của vị thầy Pháp này nằm ở cuối làng, mà là một căn nhà màu trắng. Đa số dân sống trong làng, ít ai quét tường bằng vôi, cho nên rất nhanh lão hóa liền tìm tới được chỗ. Ngôi nhà nằm im lìm ở một rừng cây. Ngoài sân có rất nhiều chậu hoa đang đặt phơi nắng. Lão nhíu mày, nhìn như thế nào cũng không ra vẻ một vị thầy Pháp bí ẩn. Nhưng mà nghĩ tới lá bùa, đành cắn răng đi vào bên trong. Lão chỉ cần xin lá bùa để bảo vệ mình trước khi nộp bài thi là được. Phần còn lại lão không quan tâm. Từ đường tới nhà của vị thầy Pháp kia rất gần. Lão quyết định đi bộ vô. Càng đi vào bên trong thì càng phát hiện ra ở đây trồng rất nhiều chậu cảnh quý giá, tính ra giá trị hàng mấy trăm triệu. Bởi vì đám bạn của lão cũng chơi cây cảnh, ít nhiều lão có thể đoán biết được. Nhìn đám cây xanh tốt này, trong lòng lão thầm khinh bỉ. Ai cũng nói thầy Pháp giúp đỡ mọi người, theo lão thấy thì ông ta giúp người cũng vì tiền cả thôi. Nếu không một vị thầy Pháp sống ở một nơi xa xôi hẻo lánh này, làm sao có thể giàu như vậy được. Lão bình tĩnh vượt qua cái giường cây đi vào trong sân. Ở trong sân hình như có một người đàn ông đang đứng nhìn đám hoa của mình. Người đàn ông kia khoảng độ 50, thân hình cao gầy, gương mặt sáng, cặp mắt ôn hòa, hiền lành. Lão hóa quan sát một chút. Người này chính là vị thầy Pháp giỏi kia hay sao? Sao lại nhìn mặt ông ta không có chút gì lợi hại như những tên khác vậy? Lão tuy nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn bước thẳng tới chỗ ông ấy. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân cho nên ông ta ngẩng đầu. Khi nhìn thấy rõ bóng dáng của lão hóa thì nhíu mày thật chặt, gương mặt có chút nghiêm trọng. Anh tìm tôi sao? Lão hóa lễ phép nói: Dạ thưa thầy Năm, bữa nay tôi đến đây là muốn nhờ thầy giúp đỡ một việc. Thầy Năm khẽ cau mày. Ông đưa tay mời lão hóa sang bộ bàn ghế đá ở dưới tán cây cao. Lão hóa nhìn theo bóng lưng của thầy, sau đó nhanh chóng đi theo mà không cần nói thêm một lời. Tới nơi, thầy Năm liền trót cho lão hóa một tách trà, cho ngồi xuống ghế, chậm chạp cất tiếng: Bữa nay anh tìm tôi có việc gì? Lão hóa thấy thầy Năm này không chút do dự mà đi thẳng vào vấn đề. Lão nghiêm túc nói: Tôi nghe mấy người xung quanh nói thầy Năm có pháp lực vô biên, có thể giúp cho con người thoát khỏi ma quỷ, tránh xa được tai họa. Tôi nghe danh đã lâu nên hôm nay tới đây với mục đích duy nhất là xin thầy lá bùa để bảo vệ bản thân thoát khỏi cái thứ không thuộc về dương gian. Lão chậm chạp nói ra từng câu. Người ta là thầy Pháp cũng đều là vì tiền thôi, lão cần cái gì vòng do chứ. Xin một lá bùa là xong, lão cũng không cần gặp lại người này nữa. Thế là lão nói tiếp: bao nhiêu tiền cũng được, tôi chỉ cần một lá bùa giúp cho bản thân bình an thôi. Thầy Năm nghe từ đầu tới cuối nhưng không phản ứng một lần, nụ cười luôn trên môi hiền lành. Đợi lão Hóa nói xong, ông mới cất tiếng: Xin hỏi anh đã làm gì mà cái thứ không thuộc về dương gian nó lại đi theo và ám anh chứ? Tôi... Lão ấp úng, không biết bản thân có nên nói ra hay không. Lão không muốn bị mất mặt và mang danh là tham lam. Thầy Năm như nhìn thấy sự do dự trong đáy mắt của lão. Ông mỉm cười hiền hòa: Nếu như không biết được lý do đó thì tôi không thể giúp anh được. Lão Hóa chần chừ, nhưng sau đó cũng chấp nhận nói ra. Lão kể chuyện mình vô tình chụp được một tấm ảnh ở căn nhà quan, mà trong ảnh kia lại có bóng dáng của một cô gái. Sau khi điều tra thì mới biết đó là một người treo cổ từ một năm trước. Lão lấy lý do riêng mà không thể đem tấm ảnh đi bỏ được. Thế nhưng bóng dáng ở trong tấm ảnh kia lại xuất hiện, suýt giết chết lão mấy lần. Lão nói chuyện rành mạch nhưng lại không nói đến việc mình chọc giận cái hồn ma kia để chụp ảnh lại nó. Thầy Năm trầm ngâm nghe câu chuyện của lão. Không biết qua bao lâu, khi lão Hóa đã nói xong thì ông ta chậm chạp lên tiếng: Thông thường người chết sẽ rất nhanh đi đầu thai, nhưng mà linh hồn này lại ở trong dương gian và trong chính ngôi nhà quan kia. Người chết treo cổ quán khí rất nặng. Họ ở lại đó chỉ có một mục đích là chờ người thân, hoặc là chờ kẻ đã khiến cho họ phải tự tử tới đó thôi. Thầy Năm ngưng lại, thở dài rồi nói tiếp: Thế nhưng mà anh lại chụp ảnh nó, thế nên... Từ lúc lão Hóa bước vào trong sân, thầy đã phát hiện ra âm khí trên người của lão rất nặng. Nhìn như thế này chỉ có thể là sống lâu cùng với ma quỷ nên mới bị như vậy thôi. Thế nhưng người đàn ông này lại không hề có một chút gì do dự. Nếu như là kẻ khác gặp phải chuyện như vậy thì đã phá nát tấm ảnh kia đi, nhưng ông ấy lại giữ lại. Thầy Năm đột nhiên nhớ tới mấy chàng thanh niên lúc trước tới xin bùa. Họ cũng nói là ông chủ của họ chụp ảnh của người chết một tháng hơn rồi sao? Thầy Năm một mực giữ im lặng. Lão Hóa thấy vậy thì càng nôn nóng: Chỉ là xin một lá bùa thôi, làm cái gì mà do dự như vậy chứ? Thế nhưng lão vẫn phải nuốt cơn giận này. Lão van nài: Thầy Năm à, tôi chỉ muốn xin một lá bùa để bảo vệ bình an thôi. Chỉ cần đợi một tuần khi mọi chuyện sẽ kết thúc, tấm ảnh sẽ bị lão tống khứ vào trong cuộc thi. Khi đó nó còn có thể làm gì được lão nữa? Lão Hóa đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khổ sở, tội nghiệp. Thầy Năm quan sát một hồi lâu rồi thở dài: Thôi được rồi, anh đợi tôi một chút. Sau đó ông vội vàng đi vô trong nhà. Khoảng đôi ba phút sau quay trở ra, trên tay cầm theo một cái hộp gỗ màu đen. Thầy Năm đi đến trước mặt lão Hóa, đặt cái hộp trước mặt lão. Thầy nhíu mày thật chặt rồi mới chậm chạp nói: Lá bùa trong cái hộp này có thể giúp cho anh áp chế được nó, nhưng mà tôi phải nhắc nhở anh một câu. Sau khi áp chế cái thứ kia, anh phải đem tấm ảnh tới nơi lần đầu tiên anh chụp được rồi đốt đi. Nếu như anh cứ giữ khư khư nó thì sẽ gặp họa lớn đó. Thầy Năm dặn dò đôi ba câu rồi im lặng quay lưng đi vô nhà. Lão Hóa nhìn theo bóng lưng của thầy rồi biểu môi, làm bộ làm tịch cho ai xem chứ. Lão đặt trên bàn mấy tờ tiền, sau đó cầm theo cái hộp ra xe. Ra tới nơi, lão liền mở cái hộp ra xem. Bên trong đó có một lá bùa màu vàng, nhưng những nét chữ trên đó lại hoàn toàn khác với cái thứ mà lão lấy từ thằng Tư. Lão nhìn chăm chăm lá bùa rồi leo lên xe quay trở về thành phố. Lúc lão về tới nơi thì trời cũng đã chập choạng. đi ăn vội vàng rồi lái xe về nhà của mình. Vừa về tới nhà, Lão liền nhanh chóng đi lấy tấm ảnh rồi dán lá bùa kia lên đó. Khi lá bùa được dán lên thì sự đáng sợ từ tấm ảnh dường như biến mất. Lão chỉ thấy lúc này đó giống như một tấm ảnh bình thường, thậm chí còn thua xa mấy tấm ảnh đã qua chỉnh sửa. Lão nhớ lại lời thầy Năm là phải đem tấm ảnh này đốt đi ở trong cái ngôi nhà quan. Và tất nhiên là lão không làm theo rồi. Lão dán bùa xong xuôi thì nở một nụ cười tham vọng. Chỉ còn một tuần nữa thôi, một tuần nữa lão có thể thoát khỏi nó rồi. Sau đó chỉ cần chờ kết quả, lão sẽ được nổi tiếng, có tiền, danh tiếng. Mọi người sẽ phải nhìn lão bằng con mắt khác. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, trong lòng lão vui sướng biết bao. Trong căn phòng trống trải, bỗng dưng nổi lên một tiếng cười lớn của một gã đàn ông. Tiếng cười kia kéo dài khoảng được vài phút rồi tắt ngúm đi, như thể chưa từng có. Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, một tuần cũng kết thúc. Lão Hóa liền cầm theo tấm ảnh tới hội trường để nộp bài dự thi. Ở trên xe, gương mặt của lão hốc hác hẳn đi. Nếu trước kia chỉ gầy gò thì bây giờ chỉ là da bọc xương. Các người không một chút sức sống, thậm chí hai mắt đầy tia máu, chứng tỏ chủ nhân của nó đã thiếu ngủ rất nhiều. Đôi môi lão tái nhợt, hai mắt trũng sâu đen thui. Nhìn lão bây giờ rất là dọa người. Nhưng lão lại không hề quan tâm. Thứ lão quan tâm chính là lá bùa trên tấm ảnh. Vì bị lá bùa dán lên mà tấm ảnh trở nên ảm đạm, không còn giống như ban đầu lão chụp được. Càng nhìn thì lại càng thấy tệ hại. Với thứ này thì làm sao lão có thể thắng cuộc đây? Thế là lão đành đưa ra một quyết định, tháo lá bùa ra trước khi nộp bài thi. Quả nhiên khi tới nơi, lão tháo bùa rồi nhét tấm ảnh vào bên trong hồ sơ, cũng không thèm quan tâm tới lá bùa mà chứt nó đi. Mấy hôm nay lão mất ngủ chỉ vì cái thứ này. Cứ mỗi đêm khi nằm xuống, lão lại nhìn thấy hình ảnh của cô gái treo cổ đứng sát bên cạnh giường của mình. Thế nhưng khi lão tỉnh dậy thì lại không có một ai. Thằng Tư thằng Thẹo không biết vay tiền từ đâu đã trả nợ cho lão, sau đó xin nghỉ việc trở về quê làm ăn. Ban đầu lão không đồng ý, nhưng bọn nó lại trốn đi. Thế là lão đành phải chịu thôi. Ở trong một căn nhà như vậy, lão sợ hãi là điều tất nhiên. Nhưng mà qua hôm nay, tấm ảnh đó sẽ giúp cho lão nổi tiếng. Nó không còn ở trong nhà của lão nữa rồi. Lão cũng không cần phải thấp thỏm nữa. Chờ giải thưởng thôi. Lão nhe hàm răng vàng ố của mình, cười lên điên dại. Sau đó đi vào trong hội trường nộp bài thi. Xong xuôi, lái xe trở về nhà mà không đi đâu nữa. Bài thi cần chấm điểm trong vòng một tuần. Bây giờ lão phải về nhà để dỗ béo cho mình, để tuần sau nhận được kết quả tốt nhất. Lão hớn hở như vậy nên cũng không phát hiện ra lá bùa lúc nãy mình vứt trong góc xe đang dần dần biến thành một màu đen, và nó bốc cháy lên một cách lạ thường. Lá bùa cháy tan đi thì một bóng dáng chợt lóe lên rồi biến mất, không một chút dấu vết. Lão Hóa về nhà, sau đó leo lên giường ngủ một giấc dài. Giấc ngủ này kéo dài từ buổi sáng cho tới lúc nửa đêm. Đã lâu rồi lão không có cảm giác sảng khoái như vậy. Lão đói bụng, quyết định xuống giường chế mì tôm ăn. Nhìn lên cái đồng hồ trên tường, sắp 12 giờ đêm rồi. Nếu là mấy đêm trước thì lão nhất định không dám bước ra khỏi giường đâu. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua. Nhẹ nhàng bước xuống, thẫn thờ đi vào trong bếp. Lúc đi ngang qua cái máy tính thì sống lưng của lão đột nhiên trở lạnh. Lão giật mình nhìn sang, nhưng màn hình đang tắt ngúm không có cái gì cả. Lão thở hắt ra một hơi. Thì ra chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi. Tấm ảnh kia bị nộp đi rồi thì làm sao mà còn cái thứ đó ở đây được chứ. Lão chuẩn bị vào rửa mặt cho tỉnh, nhưng mà bước chân chưa đi được bao lâu thì máy tính đột nhiên sáng lên. Và ở trên màn hình dần dần hiện ra hình ảnh của một cô gái mặc áo dài trắng. Trên bàn phím cũng xuất hiện ra một tấm ảnh y chang như trên màn hình. Lão Hóa nãy giờ vẫn đang đề phòng, nên khi ánh sáng từ máy tính vừa lóe lên, lão đã quay lại nhìn ngay. Trông thấy một cảnh tượng kia, trái tim lão đau nhói hết cả lên, người run rẩy, người ngợm cứng đơ. Tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Không phải giờ này nó phải ở trong hội trường dự thi hay sao? Vì sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Lão muốn bỏ chạy, nhưng chân không nhúc nhích được. Trong một phút cảm nhận được có thứ gì đó từ trong tấm ảnh kia lập lòe một bóng dáng xuất hiện trước mặt. Cô ta mặc áo dài trắng. Lần này máu trên vạt áo càng in đậm thêm, ánh mắt oán hận tột cùng. Cô ta tiến lại gần lão, bàn tay đưa lên nắm lấy cổ họng của lão như thường khi. Lão Hóa lùi lại, nhưng cả người mềm nhũn không thể di chuyển. Người của lão ngay lập tức bị nhấc lên cao. Lão trợn mắt, há hốc mồm, không thể kêu lên được một từ nào. Phải chết, mày phải chết, mày không được sống, mày phải chết. Tao. Lão cà lâm. Những từ ngữ lão muốn nói ra bị kẹt lại trong cổ họng. Lão trợn mắt lên, muốn phản kháng. Lão không muốn chết, nhưng lão càng vùng vẫy thì bàn tay kia càng siết mạnh hơn. Trước đó còn có lá bùa bảo vệ, bây giờ không có gì thì làm sao thắng được nó đây? Các người lão đung đưa giữa không khí. Lúc đầu lão còn vùng vẫy cố gắng, nhưng rồi dần yếu ớt, rồi ngưng bặt. Hai mắt lão mở lớn một cách vô thức, miệng lẩm bẩm: chết, tôi phải chết. Cô gái kia nhe răng cười, ở bên tai lão hét lên một giọng đầy quỷ dị: đúng, mày phải chết. Tiếng động trong căn phòng bỗng chốc không còn nữa. Dưới ánh đèn lờ mờ, một cái bóng dáng đứng trên ghế. Ở trước mặt là sợi dây thừng. Bóng dáng kia lấy sợi dây thừng thắt vào cổ họng của mình, sau đó đạp cái ghế ngã xuống. Hai chân người treo cổ buông thõng, hai mắt trợn lớn vô thần. Các người dần lung lay trong không khí. Tấm ảnh ở trên bàn phím kia chợt ảm đạm đi, màn hình máy tính tắt ngúm, hình ảnh biến mất. Trong phút chốc, cả căn phòng rơi vào một sự yên tĩnh lạ kỳ. Ba ngày sau, tin tức một nhiếp ảnh gia tâm linh treo cổ tự sát trong phút chốc bùng nổ trong giới. Mà người chết đó không ai khác chính là lão Hóa. Xác của lão được thằng Tư thằng Thẹo phát hiện ra khi đến đem tiền trả nợ. Công an lập tức tới điều tra. Kết quả cuối cùng kết luận rằng lão tự sát trong nhà mà không có ai phát hiện. Nếu như hai thằng Tư Thẹo mà không tới để trả nợ thì có lẽ cái xác của lão đã bị thối rữa hơn, bốc mùi hôi thối hơn. Bởi vì lão Hóa không có bà con họ hàng thân thuộc gì, cho nên đám tang do hai thằng Tư và Thẹo đứng ra tổ chức. Bọn nó làm như vậy cũng xem như trả cái ơn cho lão vì đã từng cưu mang bọn nó. Trong đám tang, thằng Tư nhìn lên di ảnh rồi thở dài khổ sở: tại sao đại ca làm như vậy chứ? Bởi vì một tấm ảnh mà quỷ hoại cả cuộc đời của mình, có đáng hay không? Thằng Thẹo cau mày, nó lạnh nhạt trả lời: bởi vì đại ca bị tham lam che mờ mắt rồi. Đúng vậy, lão Hóa chính là bị tham lam che mắt, cho nên mới trở nên cố chấp. Nếu như ban đầu lão dứt tấm ảnh kia đi thì đã không có hậu quả như vậy rồi. Nhắc tới tấm ảnh đó, thằng Tư liền nhịn không được mà trùng mình. Nó hỏi: Tấm ảnh kia đâu rồi? Thằng Thẹo lắc đầu, trả lời một câu: Ôi, được thầy Năm đem đi rồi. Còn đem đi đâu á thì tao không có biết. Mong là thầy sẽ xử lý tấm ảnh kia thật tốt, để nó không đi hại người nữa. Ừ, mong là vậy. Cả hai thằng trong phút chốc nhìn bầu trời u ám trước mặt. Những câu chuyện vừa xảy ra như mới bắt đầu từ hôm qua. Nếu mà ngày hôm đó bọn nó nhất quyết ngăn cản lão, hoặc là không dẫn lão tới nơi đó, thì bây giờ có lẽ kết quả đã khác. Nhưng mà sống trên đời không có chữ nếu như. Ở một căn nhà quan nào đó khuất sau cái nghĩa địa của làng Vọng Mã, cánh cửa đang khép kín thì bỗng dưng bị đẩy mạnh. Một người đàn ông bước vô. Ông ấy cầm trên tay một tấm ảnh bị dán bùa, sau đó bước đến trước sợi dây thừng. Ông đặt tấm ảnh trên nền đất, miệng lẩm bẩm những từ ngữ kỳ lạ. Không biết qua bao lâu, khi đã niệm xong thì người đàn ông đốt lửa lên, sau đó thả tấm ảnh kia vào trong. Lửa phừng lên, tấm ảnh trong phút chốc bị thiêu cháy. Thầy Năm nhìn tấm ảnh bị đốt thành đống tro tàn thì thở dài một hơi. Ông ta nhìn ra cửa sổ, một nụ cười nhạt trên môi. Sự tham lam sẽ giết chết một con người. Nói xong, thầy quay lưng bước đi ra khỏi nhà quan. Một cơn gió nổi lên, thổi qua ô cửa sổ bay vô trong nhà. Sợi dây thừng đang treo trên cây xà bỗng dưng rơi xuống mặt đất. Trong một phút chốc, sự âm u của căn nhà quan cũng dần dần tan biến đi. Bên ngoài kia, cánh đồng đang rì rào. Người dân làng Vọng Mã vẫn tiếp tục với công việc của mình. Sự yên tĩnh dần dần bị lắng xuống, thay vào đó là sự ồn ào náo nhiệt. Những đứa trẻ nô đùa trên đường làng. Yên bình cứ vậy trôi qua một cách chậm rãi. Như vậy là chúng ta đã nghe xong trọn bộ truyện ma Bức Ảnh Bị Ám của tác giả Âm Sát. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi Nguyễn Huy. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy bỏ một chút thao tác nhỏ ra để nhấn like video ủng hộ cho Huy nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.